Đang kinh doanh về bất động sản. Anh Hà đang sống ở đâu ạ? Mình sống mình định cư bên Mỹ và mới trở về Việt Nam mấy năm nay. Ra chương trình này thì anh cũng rất là vui được quen với em, biết em. Thì anh nghĩ là có thể chúng ta sẽ là bạn. Dù có bấm nút hay không thì chúng ta cũng là sẽ là bạn với nhau. Nói chung là em tham gia chương trình này là với một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Rồi, ghế bên trái. Ôi. Mời hai anh chị tháo mặt nạ của mình ra. Chào chị Cát Tường. Chào MC Cát Tường. Dạ, mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho đối phương có thể nghe được những chia sẻ của mình ngày hôm nay nha. Mời anh giới thiệu trước ạ. Mình tên là Đoàn Hà, 47 tuổi. Hiện đang kinh doanh về bất động sản. Anh Hà đang sống ở đâu ạ? Mình sống định cư bên Mỹ và mới trở về Việt Nam mấy năm nay. Là bây giờ mình ở hẳn Việt Nam luôn hay là mình vẫn đi đi về về? Cũng đi qua đi lại. Dạ. Anh ở quận mấy anh? Ở thành Việt Nam? Mình ở Tân Bình. Tân Bình. Mình ở đó với ai? Mua nhà riêng ở ở một mình. Dạ. Coi như là về đây được mấy năm rồi ha. Lý do nào anh lựa chọn là quay trở về Việt Nam ở trong mấy năm vừa qua? Cũng qua Mỹ được 20 năm rồi cho nên là cũng về lại Việt Nam là để kinh doanh á. Nhưng mà cũng không ở lại Việt Nam, ở Việt Nam luôn mà đi qua đi lại. Dạ, yeah. Bây giờ mình nghe chia sẻ của bạn gái bên đây một xíu ha. Mời em gái giới thiệu nè. Dạ, em là Phương Thanh, năm nay em 38 tuổi. Em đang là giáo viên cấp 2 ở một trường tại quận 1. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn chị. À, giờ mình đang sống với ai em? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ sống ở đây luôn, nhà đông anh chị em không? Dạ không, chỉ có một em gái thôi. Vậy coi như là nhỏ lớn, ăn học lên lớn là giờ đi làm cô giáo thôi phải không? Dạ vâng. Rồi, rất là đơn giản ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Em thì khá là tự tin á. Mọi người nhận xét em là rất là ấm áp khi mà nói chuyện. Nhưng mà đối với người lạ thì đôi khi em hơi nhút nhát. Có thể là mọi người nghĩ là em chưa có thân thiện, nhưng mà khi mà nói chuyện vô thì mọi người thấy là em là một người ấm áp. Còn cái nhược điểm của em thì là em là hơi bị vội vã. Tính em thì nó hơi hậu động một xíu. Khi mà em đã quyết định điều gì rồi thì em sẽ không có suy nghĩ lại về cái quyết định của em. Coi như là làm là quyết là không hối hận phải không? Dạ vâng. Quyết đoán trong công việc. Dạ. Em dạy môn gì? Em dạy môn giáo dục công dân. À, môn giáo dục công dân. Rất là điềm đạm. Nhưng mà sao lại hậu đậu ta? Làm cô giáo mà hậu đậu rồi ảnh hưởng đến công việc không? Đôi khi em hơi bị vội vã trước những cái quyết định của em á chị. Em hơi bị coi như là vội vàng quá. Nhưng mà nhiều người có nói nếu mà em làm khác đi thì kết quả nó sẽ khác. Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em luôn cái quyết định của em là em nói là nó là đúng. Nếu như vậy thì là vậy là đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Tại vì em nói là em luôn vội vã trong những quyết định, nhưng mà em không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của em. Vậy là được rồi, em làm theo ý em là được rồi. Ý là hơi hậu đậu á chị. Nhiều khi mình làm nhanh quá cái nó dẫn đến một cái số điều không hay. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của Hà là vui vẻ hòa đồng, năng nổ trong công việc, tiếp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát. Wow, biết chơi đàn và hát nữa thì tuyệt quá. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu của mình là chắc cứ hơi cầu toàn. Có khó tính không anh? Không, mình không khó tính. Không khó tính. Có gia trưởng không anh? Không. Sống ở nước ngoài chắc cũng không có khó gia trưởng đâu ha. Dạ không. Anh chơi đàn là chơi đàn gì? Piano hay guitar? Mình chơi guitar. Guitar. Dạ. Rất tiếc đây không có guitar, nhưng anh vẫn có thể hát tặng mọi người, tặng bạn gái bên đây một đoạn nào đó mà anh thích. Dạ được. Mình hát một đoạn trong nhạc phẩm Tình Thơ Xót Xa. Dạ. Tặng bạn gái và tặng mọi người. Dạ. Từ khi yêu em, anh đã biết vui rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp ánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em dịu dàng thiết tha cho tình đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em mãi. Rất là ngọt ngào. Em cảm nhận như thế nào về giọng hát của ảnh? Em thấy ảnh hát rất là hay á chị. Thế em có biết hát không? Dạ không. Em hát rất là dở. Hát là dở. Em nói rất là hay đúng không? Nói trong lớp mấy đứa dạ, nhỏ phải không? Dạ. Rồi, thế tình trường của em như thế nào? Em thì trải qua 3 mối tình, trong đó là có 2 người nước ngoài. Nước ngoài hay là Việt Kiều? Nước ngoài. Nước ngoài luôn. Cái mối tình mà gần đây nhất á là để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với em. Thì ảnh thì là cũng là sinh ra ở Mỹ.
nhưng mà ảnh làm việc bên Mã Lai á chị. Nói chung là tụi em đi du lịch, sau đó thì tụi em gặp ảnh, sau đó khoảng chừng 2 tháng thì ảnh bay qua Việt Nam để mà gặp em. Rồi em bay qua bển gặp ảnh, mà em đi chung với mẹ em. Thì sau đó em cảm nhận là ảnh không còn yêu em giống như xưa nữa. Ảnh có một cái gì đó thay đổi. Mặc dù bên ngoài ảnh rất là chiều chuộng em, chăm sóc cho em đủ thứ hết, nhưng mà em có một cái cảm nhận của phụ nữ chị. Rồi em về Việt Nam, sau đó bạn em, thì bạn em sống bên đó thì nói là ảnh đang có sống chung với một cái bạn nữ. Khi em trở về Việt Nam một tuần sau đó thì tụi em vẫn liên lạc, nhưng mà em thì có một cái cảm giác khác rồi. Em quyết định là nói chia tay với ảnh. Một tháng sau đó là ảnh liên lạc với em liên tục. Em tức quá, em không biết cách nào hết, là em phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến ảnh. Tất cả luôn, số điện thoại anh hay số khác em lại tiếp tục xóa. Em chặn tất cả mọi Facebook, Instagram em chặn hết. Em nghĩ là lý do thứ nhất là do ảnh thay đổi. Và lý do thứ hai, mà cái lý do mà ảnh thay đổi á, là do cái quan niệm của em. Mặc dù là mọi người nhìn em bên ngoài thì thấy có vẻ như là em là người sống phóng khoáng, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Trong cái quan hệ mà nam nữ á, thì em cái quan niệm là không có sống thử và không có quan hệ trước hôn nhân. Mà chỉ biết là người phương Tây thì họ đòi hỏi cái chuyện đó đầu tiên. Nhưng mà ảnh cũng rất là hay, ảnh chịu đựng em trong vòng hả một năm trời hơn. Em quen ảnh là 1 năm 3 tháng. Mặc dù đã chia tay thì em cảm thấy anh vẫn là một người tốt. Bởi vì sau đó 2 tháng thì em nhận được cuộc gọi từ chương trình. Em thấy mình thật là may mắn. Thôi em thấy mình may mắn là được rồi. Tại vì thật sự mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm riêng. Nhưng mà thật, khi mà chị rất là trân trọng em ở cái việc là em đã đưa mẹ đi cùng sang để gặp ảnh. Có nghĩa là mình là một người nghiêm túc và muốn tính đến cái chuyện lâu dài, nên có thể em đã bị tổn thương khi mà em phát hiện ra điều đó. Đó cũng là một cái thông điệp để gửi đến các quý ông, là đôi lúc trong một cái mối tình, cái chuyện tình cảm, mình không biết trân trọng mà không biết gìn giữ thì nó mất lúc nào không hay. Có nhiều người đàn ông đôi lúc họ lại hơi tự tin thái quá, vì họ nghĩ rằng cái người này quá tốt với mình, cái người này quá yêu thương mình, thì họ sẽ mãi mãi ở đó và đợi chờ mình. Nhưng mà phụ nữ mình nó rất là vị tha, rất là dễ tha thứ. Câu chuyện này cũng mới đây ha, chắc có lẽ em vẫn còn âm ỉ. Thế nhưng mà thôi, em đã nói em may mắn và chương trình đã gọi mình rồi, thì chị mong rằng tất cả những chuyện đó nó sẽ qua và em sẽ có một cái tương lai tốt hơn với những gì mà em đáng được nhận. Em cảm ơn chị. Rồi, thế anh ạ, tình duyên của mình thì như thế nào ạ? Mình thì cũng có 2 mối tình lúc còn bên Mỹ. Mối tình thứ nhất là lúc còn mình mới qua đó, đi học trong trường, quen bạn gái. Đó thì đang đi học mà chưa có tài chính, chưa có đi làm, chỉ làm part time thôi, làm ít giờ đó. Mối tình đó cũng kéo dài được năm đó thì mình cũng chia tay. Mối tình thứ hai là lúc mình quen cách đây cũng 5-6 năm rồi. Bạn gái đó là sống ở tiểu bang khác, cho nên là cái sự liên lạc đó, nó cũng không có được suôn sẻ đó. Cuối cùng là cũng không đến được với nhau. Bao nhiêu năm anh về Việt Nam, 3-4 năm nay thì mình cũng chưa tìm, không có quen một mối quan hệ nào ở đây ạ? Về đây được 3 năm rồi thì cũng có quen một bạn gái, nhưng mà rồi cũng không thấy hợp. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm của bạn gái bên đây vừa chia sẻ về việc là sống thử trước hôn nhân? Sống thử trước hôn nhân thì mình nghĩ là nếu mà hai người quen nhau mà cảm thấy mà hòa hợp với nhau, đã tìm hiểu nhau kỹ rồi đó, tùy theo hoàn cảnh, nếu mà cái sống trước hôn nhân có thể chấp nhận được, nếu mà hai người chân thành với nhau. Đã xác định là yêu nhau và chân thành với nhau rồi, sao không cưới đi? Có thể hoàn cảnh đó người ta chưa thể tổ chức đám cưới được, hay là vì một lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô gái này, cô đã chia sẻ quan điểm của cổ là không có quan hệ trước hôn nhân. Thì nếu như trường hợp mà mình tìm hiểu, mình thấy hợp ý mình và tiến đến lâu dài, thì anh có chấp nhận cái việc như vậy hay không? Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái, mình tôn trọng ý kiến của người khác. Theo mình thì mình cũng không thích sống thử trước hôn nhân. Anh mong muốn tìm một người bạn gái hay một người vợ tương lai của mình sau này là người như thế nào? Mình cũng thích một cái người phụ nữ hiền, có tính cách nhẹ nhàng, biết lo cho gia đình. Về ngoại hình ha, mình có yêu cầu gì không anh? Ngoại hình thì nhìn dễ nhìn chút. Cũng đơn giản ha. Thế còn em mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người thì em mong muốn nó là tính tình thì phóng khoáng, nói chung là vui tính một xíu, với lại là quan trọng là phải biết quan tâm yêu thương em, vậy là đủ rồi chị. Anh nếu ảnh là có hơi lớn hơn em cũng khá nhiều ạ. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, mình sinh năm 73. 73. 73 thì lớn hơn bạn 9 tuổi, thì đối với bạn về là nhiều hay ít? Em thì không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là mình nói chuyện có hợp với nhau không, mình có cái cảm xúc gì hay không thôi chị. Về ngoại hình em có yêu cầu gì không? Em nghĩ là nên cao khoảng 1m7. Để coi một lát, một anh cao nhiêu anh? Mình 1m67. 1m67 thôi, thiếu một xíu ha. Hai bạn có chuẩn bị có hình không? Dạ có chị. Anh có hình không anh? Trong điện thoại đây. Rồi dạ. Cũng được, anh cho em xem hình thử coi. Mình đoán cái thử nhau cho vui xem mình có nhận ra nhau không nè. Dạ, đây, anh nhìn đi. Cô gái ấy trong đó, một cô giáo dạy giáo dục công dân. Nhìn đi em, tìm đi. Trong đó có ảnh đó, 47 tuổi, biết đàn, biết hát, kinh doanh bất động sản Việt Kiều Mỹ. Về đây được 3 năm, đó, thông tin nó chỉ có vậy. Cao 1m67. Sao?
Anh nghĩ là ai? Bạn này. Hay quá, rồi vậy tại sao anh lại chọn cô đó? Thấy bạn gái nói cái tuổi đó, mình đoán vậy. Cũng hay, còn em? Em nghĩ là anh Tuấn Chính Dữ này. Lý do sao em chọn anh đó? Em đoán vậy thôi chị. Giữ đó đi, giữ nguyên đó đi. Coi phải hay không nha. Mời hai anh chị nhìn về hướng trái tim để Tường mở trái tim này ra xem có đúng như cái người mình chọn hay không. Ông cũng ác ghê, ông đưa cái hình ta chọn, ông đưa cái tấm hình, ông nhắm mắt. Chào hai bạn. Ảnh đã đoán đúng em đó. Cô gái chính giữa mà chính giữa đeo mắt kiến đen chính giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã chọn trật ảnh rồi. Tại ảnh đưa hình cũng oan nghiệt lắm. Anh đưa sao tấm hình ta chọn, anh đưa tấm hình anh nhắm mắt vậy anh? Người ta mới chọn người khác chứ. Khi chính giữa trái tim này mở lên thì cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Dạ nhìn bạn gái cũng vui vẻ dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của em là gì khi mà chính giữa trái tim này mở ra? Nhìn ảnh có vẻ là người nhân hậu. Cảm ơn. Đó cũng chỉ là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Chúng ta cần phải có thời gian để trao đổi, có thời gian để tìm hiểu ha. À quên, tặng quà anh. Anh có món quà tặng. Dạ cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Dạ đây là một cái quyển truyện, thì em chưa có đọc cái chuyện đó, thì em muốn là anh nhận cái quyển truyện đó anh đọc xong anh kể xem nghe nội dung đó là như thế nào. Trời ơi cũng quà nghiệt quá ha. Còn bên đây quà gì mở ra coi nè. Dạ đây là một chai nước hoa. Trời ơi mới gặp nhau mà tặng nước hoa, người ta nói có điềm đó, thiệt tình luôn à. Thôi kệ đi, chứ hồi đó giờ tôi người ta cũng tặng tôi hoài rồi, tôi cũng chia tay hoài à. Mà không tặng cũng chia tay, mà tặng cũng chia tay. Thà có tặng đi, có chia tay còn có quà. Cái tựa cuốn truyện tên gì anh cũng coi, mà em cái cuốn truyện đây để em về em coi, coi anh có đọc không rồi anh kể cho người ta nghe. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đổi tư duy một chút xíu thì mới có thể thay đổi cuộc sống được ha. Rồi hy vọng anh sẽ đọc cái chuyện này xong rồi anh có cơ hội kể cổ nghe. Bây giờ thì mời hai anh chị sẽ có một ít thời gian để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mình chắc cũng có nhiều điều cần phải chia sẻ thì mới có thể hiểu thêm nhau được. Mời em. Dạ, cảm ơn anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Em tên gì anh quên. Dạ, Phương Thanh. Phương Thanh. Anh tên Hà. Hà dạ. Thanh quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn nữa. Sinh Sài Gòn. Dạ, ba mẹ em cũng sinh ở Sài Gòn. Anh cũng vậy, anh cũng sinh Sài Gòn. Hiện giờ em sống với ba mẹ. Dạ vâng, em sống với ba mẹ. Còn em gái em thì đã lập gia đình rồi và có một bé. Thì cuối tuần thì em gái em cũng về nhà em chơi. Nói về vậy thôi chứ nhà nó cũng ở quận Phú Nhuận luôn. Còn công việc của anh như thế nào? Anh thì bây giờ cũng về đây là kinh doanh làm về nhà đất. Là anh ở đây luôn hả anh? Thì anh cũng đi qua đi lại. Hồi xưa thì anh về cũng hay về chơi, nhưng mà chỉ về chơi thôi. Dạ. Một hai năm về lần chơi, một hai tháng. Dạ. Nhưng mà lần này là anh về lâu. Ý là anh quyết định là ở đây lâu dài luôn hả anh? Thì cũng chưa biết nữa. Hiện giờ thì là về đây 3 năm thì là quyết định là hiện đang ở đây. Dạ. Nhưng cũng đi qua đi lại. Nhà em thì em có tính 6 người dì, 1 người cậu. Hết 5 người dì ở bên Mỹ hết. Chỉ còn cậu em với lại mẹ em ở Việt Nam. Em hỏi anh gì? Thì không biết hỏi gì. Quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào? Thì anh nghĩ là trong hôn nhân thì là quan trọng là mình hòa hợp được với nhau. Dạ. Quan tâm, chia sẻ. Dạ. Em thì nghĩ là phải biết tôn trọng nhau. Đúng. Dạ. Cái đó nó quan trọng đó. Mẹ em nói là nếu mà tìm được một cái người chồng mà biết mà yêu thương mình á, thì gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Em nghĩ nó rất là đúng. Mà từ đó giờ em tìm hoài mà chưa thấy. Quen nhau thì bao lâu tiến đến hôn nhân? Nói chung là tuổi của em thì nó không còn nhỏ nữa. Dạ, thì nói chung là càng sớm càng tốt, em nghĩ vậy. Em nếu mà kết hôn em muốn có mấy baby. Cái đó là tùy duyên á anh ơi, mình không nói trước được. Bây giờ quan trọng cái câu chuyện của hai người nè. Anh định là sau này rồi thí dụ như hai người mà có duyên lấy nhau đi thì mình sẽ sống ở đâu, rồi cô có phải làm dâu gì hay không, hay là anh sống cùng với ai hay như thế nào. Đó là một cái chuyện trước mắt đó. Còn cái chuyện đẻ mấy đứa là phải ở đâu hả, rồi mới biết đẻ mấy đứa nè. Cái thôi thì mình sống, anh cũng mua nhà rồi, thì ở Tân Bình á. Dạ vâng. Thì mình ở Tân Bình. Thế còn gia đình anh còn? Anh chị gia đình thì bên Mỹ hết rồi. Ba mẹ? Ba mẹ thì bên Mỹ, nhưng mà ba mẹ cũng mới mất mấy cách đây 4-5 năm rồi. Có nghĩa là cũng tự do, đầu do độc lập. Dạ vâng. Bên Việt Nam thì chỉ còn cháu gái. Là anh định là sau này là mình sẽ lập nghiệp và ở Việt Nam luôn? Dạ có thể. Có thể vậy. Em thích sống Việt Nam hay là thích? Em muốn nghĩ là qua ngoại quốc. Em nghĩ là ở đây mình có cái công việc, có gia đình mình ở đây. Còn ví dụ như qua Mỹ thì mình có thể đi du lịch thì mình sẽ hay hơn, thích hơn là mình sống ở bên đó. Nhưng mà chị lại nghĩ nếu mà chị có con cái thì chị muốn con cái chị ở nước ngoài. Thì cũng nhiều người cũng có suy nghĩ giống chị á. Nhưng mà tại vì em chưa có con nên em chưa hiểu tới vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà em thì em thích ở Việt Nam hơn. Nếu có điều kiện là mẹ em cũng có thể đi Mỹ được. Nhưng mà em nói mẹ em cứ việc đi thôi, chứ em là em sống ở đây thì thoải mái, vậy em có thể em đi qua bển thăm ba mẹ em thích hơn. Tại qua bển thì mình không có được làm một cái công việc mình yêu thích,
Đó là cái quan điểm suy nghĩ. Mọi chuyện nó còn ở phía trước. Nếu mà cặp đôi này thành công mà tiến tới hôn nhân thì dễ, mà muốn ở đâu cũng được mà. Mọi sự nó đều nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà thí dụ những người mà lớn tuổi á, hoặc là những người mà họ đã sống nhiều năm ở bên kia, thì hay là một cái lý do hoàn cảnh gì đó, đôi lúc họ là muốn nhàn hạ, nhàn nhã rồi họ mới muốn về Việt Nam. Đó là chuyện của hai người khi mà chúng ta tiến xa hơn nữa. Nhưng quan trọng trước tiên là phải tìm hiểu và phải cảm thấy hợp rồi mình mới tính tới được những bước đó nữa. Bây giờ thì mời hai anh chị bóc lá bài của chương trình đi ha, để xem những cái yêu cầu trong này mình thực hiện để cho nó vui với lại mình hiểu nhau nhiều hơn. Anh bóc trước đi ạ. Một lá thôi, anh thàm quá. Rồi anh đọc lên giùm em. Nếu được một chàng trai ôm bất ngờ, bạn thích được ôm như thế nào? Dạ thì ôm thì bình thường thôi. Ôm nhiều kiểu lắm em. Ôm đằng trước, ôm trực diện, ôm đằng sau, ôm tới. Ôm bên hông, ôm đó, nó nhiều cách ôm lắm chứ. Ôm giống như hai người bạn gặp nhau ôm nhau vậy. Là ôm sao hai người bạn gặp nhau? Hai người bạn là ôm trực diện. Dạ ôm trực diện. Rồi, anh qua thực hiện nha. Là ôm trực diện. Dạ đúng rồi, thì tại cổ muốn ôm trực diện. Tùy cổ. Chị là thích ôm sau lưng. Nhưng mà có thể có đó là một cho dành cái người đàn ông mà mình yêu thương. Dạ đúng chính xác. Đúng rồi, nhưng mà chị là thích vậy. Rất vui được biết em. Dạ. Dạ vâng. Chào anh. Trời ơi, ôm gì không có dính gì hết trơn. Ôm phải dính chưa? Trời ơi, ôm chứ 30 giây tao cũng mới kịp ghi hình chứ chưa gì hết trơn. Làm lại à? Thiệt tình. Lại hả chị? Lại. Đó, tao có ghi hình được chứ. Rồi, cảm ơn anh ạ. Để em gái đọc cái yêu cầu của mình đi ạ. Bạn và bạn gái đang cùng đi bộ, bất chợt bạn gái kêu đau chân, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện bằng hành động. Là hai người đang đi bộ. Dạ hai người đang đi dạo, đang đi bộ mà cổ mang giày cao gót, giờ cổ bị đau chân thì lúc đó anh sẽ xử trí như thế nào? Thì sẽ dừng lại và anh sẽ hỏi em là tại sao đau chân, rồi nếu mà mình chật đi, mình chật gót thì mình sẽ dừng lại mình nghỉ ngơi, hay là nếu mình đau quá thì anh sẽ nắng chân lại cho em. Nắng chân lại cho em. Trời ơi, nắng biết nắng chân luôn hả? Trời ơi, nắng chân luôn. Cứ tại là bị chật massage, chật khớp hay là gì đó mà mình nắng lại hay sao đó. Rồi cổ vẫn đau luôn, rồi làm sao đi về anh? Thì có xe là mình chở về thôi. Trời đất ơi. Mình đi xe mà. Chứ anh không, anh né từ ẩm bồng luôn, anh đậu không nổi sao á. Dìu, dìu ra xe. Anh ha, mình không ẩm bồng nổi thì mình cũng dìu ra nổi. Hay là có hỏi kêu sẽ dìu em ra xe. Dìu nổi không anh? Dạ được. Bình thường anh có chơi thể dục thể thao gì không? Thì khi về đây Việt Nam không chơi. Bên Mỹ thì có đi bộ hay là chạy bộ? Hồi nãy anh hỏi anh cổ một cô câu trả lời mà cổ chưa trả lời, thế anh trả lời đi, anh muốn có mấy con? Hai đứa là được. Hai đứa là được. Yeah. Rồi hồi nãy anh có hỏi luôn là chừng nào cưới luôn phải không? Chị nghe ở ngoài lắm thoáng vậy đó. Rồi hai người có nghĩ là mình sẽ quen nhau bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân không? Em thì em nói là càng nhanh càng tốt, nhưng mà anh thì như thế nào? 6 tháng là được. 6 tháng là được, mọi thứ sẵn sàng. Yeah. Rồi thì bây giờ em cho hai anh chị 30 giây nữa, hai người hãy nhìn nhau. Vì bây giờ mình cũng là những người trưởng thành hết rồi. Thật ra ở đây thời gian chỉ để là đo cảm xúc thôi, có cảm xúc với nhau hay không. Còn tìm hiểu là còn một cái quá trình nữa. Bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm là chuyện của hai người. Nhưng ở đây là Tường đã tạo cho hai anh chị một cái cơ hội gặp nhau. Cho hai anh chị thêm 30 giây nữa. Mời hai bạn nắm tay nhau ạ. 30 giây. Rồi chúng ta mỗi người sẽ nói với nhau nghe cái suy nghĩ của mình giờ phút này như thế nào. Mình mong muốn điều gì hay là muốn nói gì với đối phương. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Rồi mời hai anh chị nắm tay nhau 30 giây ạ. Trực diện nhìn thẳng vào nhau một lần nữa để đo cái cảm xúc của mình. Tại hôm nay cái cơ hội nó chỉ có vậy thôi. Rồi anh mạnh dạn lên, tự tin lên. Nắm tay. Dạ. Yeah. Nắm tay chứ không phải bắt tay nha. Nắm tay. Rồi nhìn tay nhau em đi. Em đang có rất là run. Nhìn nhau đi ạ. Rồi mình cảm nhận 30 giây nha. Nếu mà cảm thấy đủ thì anh hãy là người nói trước. Tay bạn tình gái cũng rất thấy run. Rồi ngày hôm nay anh muốn nói điều gì khi tham gia chương trình này? Và bây giờ cảm xúc anh như thế nào? Tham gia chương trình này thì anh cũng rất là vui được quen với em. Biết em thì anh nghĩ là có thể chúng ta sẽ là bạn nhỉ? Dù có bấm nút hay không thì chúng ta cũng là sẽ là bạn nhỉ? Nói chung là em tham gia chương trình này là với một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, vượt qua mọi cái sự nhút nhát của bản thân mình đó để mà em tham gia chương trình này. Thành thử ra là em cũng đặt niềm tin và cái chương trình sẽ cho mình một cái cơ hội, cho một cái tương lai khác. Gặp anh ở đây là có thể là mình cũng có duyên với nhau, mình mới được gặp, mình mới được ngồi ở đây gặp nhau. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Rồi, mời hai anh chị chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm nha. Quyền quyết định là của anh chị, giống như Tường nói lúc nãy, cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt. Chương trình cũng chỉ tạo một cái cầu nối và cho mình một cái dịp để mình gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của các Tường, nếu như anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh, còn nếu không đồng ý hẹn hò thì chúng ta có quyền lấy tay ra và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay. Mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. Từ khi yêu em, anh đã biết vui rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi,
Người yêu ơi xin em chớ quên. Có thể chúng ta sẽ là bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi vẫn muốn phỏng vấn anh, hỏi anh một câu nữa là lý do anh, tại sao anh lại không bấm nút, cảm nhận điều gì nó chưa phù hợp với mình? Mình cũng chưa cảm thấy rung động. Anh có phải là người khó rung động trong tình cảm hay không? Cũng hơi khó. Tường thấy đây cũng là một cô gái rất là chân thành, cũng rất là thẳng thắn, mà Tường nghĩ là một cái mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều người mong muốn. Thì nói chung Tường cũng không hiểu được cảm xúc của anh như thế nào, tại vì mỗi người, bản thân mình đôi lúc còn chưa hiểu rõ mình nữa thì làm sao hiểu rõ được người khác. Nhưng mà Tường, chị rất là trân trọng những cái suy nghĩ của em. Chị biết em là một người rất nhạy cảm, khi mà anh ta nói cái điều như vậy thì chị cũng hiểu là em cũng có cảm nhận được. Nhưng em là một người rất là mạnh mẽ và đã sống đúng với những cái gì suy nghĩ, và chị chắc chắn 100% em sẽ có những cái hạnh phúc mà em sẽ đáng được nhận. Biết đâu khi bước ra khỏi chương trình này, một cái gì đó nó bất ngờ, cái tương lai nó rất là vi diệu và nó sẽ đến với em. Chị cũng hơi bất ngờ về cái việc bấm nút của em. Chị hiểu cái tín hiệu của anh gửi, và chị cảm nhận là em cũng hiểu, nhưng mà em đã sống thật với mình. Đó là một điều rất là trân trọng. Có thể có nhiều người đang xem chương trình này, họ đang cảm thấy nuối tiếc và họ đang còn muốn tìm đến em. Hy vọng rằng là cái duyên nó sẽ đến với em một ngày không xa. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh đứng đây ạ. 1, 2, 3, Các Tường xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay một không gian rất quen thuộc, rất là ấm cúng, với những món ăn rất là ngon tại nhà hàng My Mother. Khi đến đây Tường cảm thấy rất là vui, bởi vì mình sống xa nhà mà ba mẹ mình ở dưới quê nè. Và ký ức tuổi thơ của mình có rất là nhiều cái trải nghiệm thú vị. Và khi quay lại đây chúng ta như trở về với những không gian tuổi thơ nè, được ăn những bữa cơm rất là ngon bên gia đình, bên cha mẹ và những người thân yêu của mình, bằng chính tay người mẹ mình nấu luôn. Hãy đến đây để trải nghiệm những ký ức đó quý vị nha. Đảm bảo là quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Và bây giờ thì chưa đến giờ thật. Bây giờ là giờ hẹn hò mai mối. Chào chào anh trai. Hello, khỏe không? Khỏe. Có vui gì không? Hơi một tí. Rồi chúng ta chuẩn bị tinh thần. Bây giờ tôi sẽ ra mời bạn gái của mình vào để mình bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Rồi. Thank you.
ta đi bình thường. Lên chàng trai nha.
hơn, mình có ngại chuyện đó không? Rồi em là người chủ động chia tay hả đó? Rồi có nếu gì không là anh đồng ý. Rồi từ đó đến nay em nghĩ rằng mình có những cái điểm mạnh. Nhìn thường chưa công việc được, người làm thế này.
cuốn sách này có gì không em? Thank you.
Dạ, chị không làm. Hôm nay làm xong làm.